Chào các em, chúng ta thường nghe thấy lời khuyên đừng có chõ mũi vào chuyện đó. Mình tin rằng đó là một lời khuyên rất tốt. Ai cũng có việc làm riêng của mình, vậy thì tốt nhất chúng ta sẽ làm việc của chúng ta và chuyện của người khác chúng ta không nên tham dự vào. Người Nga sẽ nói câu đó như thế nào? Mời các bạn cùng xem. Trước hết, động từ nào dùng trong trường hợp này? Đó là động từ vmiešivatsya. Vmiešivatsya. Động từ vmiešivatsya tức là tham dự vào một cái chuyện gì đó. Cách chia động từ ya vmiešivajusya tới vmiešivajusya on vmiešivajusya. Мы vmiešivajemsya. Вы vmiešivajetesya. Они vmiešivajutsya. Chúng ta đọc lại cách chia của động từ. Tất cả các động từ, các em cần phải chia một cách nhuần nhuyễn. Muốn nói được hay, chúng ta phải chia nó nhuần nhuyễn. Động từ vmiešivatsya. Я вмешиваюсь. Ты вмешиваешься. Он вмешивается. Мы вмешиваемся. Вы вмешиваетесь. Они вмешиваются. Đó là cách chia của động từ. Bây giờ mời các em cùng tham khảo câu thứ nhất. Соседи. Những người hàng xóm. Соседи. Một điều рất thú vị là danh từ сосед tận cùng bằng phụ âm cứng đ. Nhưng mà khi sang số nhiều thì nói lại là phụ âm mềm. Соседи. Соседи. Không phải соседы mà соседи. Соседи опять ссорятся. Những người hàng xóm lại cãi nhau rồi. Не вмешивайся в чужие дела. Đừng có chõ mũi vào chuyện của người khác. Пусть разберутся сами. Mặc cho họ tự giải quyết. Động từ разбираться là phân tranh, phân giải với nhau trong một cái công việc nào đó. Ở đây chúng ta có thêm tập hợp từ чужие дела là những công việc của người khác. Не вмешивайся в чужие дела. Пусть разберутся сами. Chúng ta đọc lại cả câu này. Соседи опять ссорятся. Не вмешивайся в чужие дела. Пусть разберутся сами. Đó là câu thứ nhất. Mời các bạn tham khảo câu thứ hai. Ты опять ругаешься с утра. Ты опять ругаешься с утра. Anh lại bắt đầu chửi rủa từ sáng sớm rồi đấy. Не вмешивайся в мои дела. Đừng có chó mũi vào chuyện riêng của tôi. Что хочу? То и делаю. Chúng ta cùng đọc lại câu này. Ты опять ругаешься с утра. Động từ ругаться là chửi rủa lầu bầu. Anh lại chửi rủa từ sáng sớm rồi đấy. Не вмешивайся в мои дела. Đừng có chó mũi vào chuyện riêng của tôi. Что хочу, то и делаю. Anh muốn tôi thích làm cái gì thì tôi cứ làm. Что хочу, то и делаю. Đó là cách người Nga thường nói. Thế và người Việt chúng ta nói tôi thích làm cái gì thì tôi cứ làm. Tương tự là như vậy. Bây giờ mời các bạn tham khảo mẫu câu nói thứ ba. Не покупай лотерейные билеты. Никогда не выигрываешь. Đừng có mua vé lô tô nữa. Chẳng bao giờ trúng đâu. Не вмешивайся в мои дела. Đừng có chõ mũi vào chuyện của tôi. Сам знаю, что мне делать. Tôi tự biết là tôi cần phải làm cái việc gì. Ở đây chúng ta có tập hợp từ лотерейные билеты. Đó là vé số, những tờ vé số. Và động từ выигрывать. Выигрывать là trúng thưởng. Не покупай лотерейные билеты, никогда не выигрываешь. Не вмешивайся в мои дела, сам знаю, что мне делать. Đó là cả ba câu nói mà chúng ta có thể thường xuyên gặp ở trong cuộc sống. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại một chút. Соседи опять ссорятся. Не вмешивайся в чужие дела. Пусть разберутся сами. Пусть разберутся сами. Ты опять ругаешься с утра. Не вмешивайся в мои дела. Что хочу, то и делаю. Не покупай лотерейные билеты. Никогда не выигрываешь. Не вмешивайся в мои дела. Сам знаю, что мне делать. Như vậy, chúng ta đã cùng nhau xem ba mẫu câu. Bây giờ mẫu câu thứ tư. Series bài của chúng ta là mỗi ngày 5 mẫu câu cơ bản.
Vậy thì chúng ta xem tiếp mẫu câu số 4. Надо советовать твоей сестре учить русский язык. Cần phải khuyên cô em gái của cậu học tiếng Nga đi. Она совсем не понимает, когда клиенты говорят. Cô ấy có hiểu cái gì đâu khi mà khách hàng nói. Надо советовать твоей сестре учить русский язык. Она совсем не понимает, когда клиенты говорят. Chúng ta cùng đọc lại. Надо посоветовать твоей сестре учить русский язык. Она совсем не понимает, когда клиенты говорят. Mẫu câu này rất đơn giản, chỉ có động từ mới đối với chúng ta, động từ посоветовать, đó là động từ khuyên bảo. Khuyên bảo ai ở cách 3? Надо посоветовать твоей сестре учить русский язык. Она совсем не понимает, когда клиенты говорят. Не вмешивайся в ее дела. В ее дела. Đừng có chọn mũi vào chuyện của cô ấy. Она считает, что она самая умная. Cô ta cho rằng cô ta là thông minh nhất trên đời này đấy. Не вмешивайся в ее дела. Она считает, что она самая умная. Chúng ta cùng đọc lại câu này. Надо посоветовать твоей сестре учить русский язык. Она совсем не понимает, когда клиенты говорят. Не вмешивайся в ее дела. Она считает, что она самая умная. Mời các bạn xem mẫu câu số 5. Mẫu câu số 5 của chúng ta. Перестань пить и курить. Перестань пить и курить. Пить и курить. Đọc là пить и курить. Перестань пить и курить. Это очень вредно для твоего здоровья. Hãy ngừng hút thuốc và uống rượu đi. Đó là rất hại cho sức khỏe của cậu đấy. Не вмешивайся в мои дела. Đừng có chó mũi vào chuyện của tôi. Сам знаю, что мне делать. Tôi tự biết là tôi phải làm cái việc gì. Уже не маленький. Tôi không còn bé nữa đâu. Уже не маленький. Đấy, đó là những câu nói rất thú vị. Vừa buồn cười mà lại vừa chính xác. Так вот, chúng ta cùng đọc lại câu này nào. Перестань пить и курить. Это очень вредно для твоего здоровья. Не вмешивайся в мои дела. Сам знаю, что мне делать. Уже не маленький. Chúng ta cùng đọc lại cả hai câu này. Надо посоветовать твоей сестре учить русский язык. Она совсем не понимает, когда клиенты говорят. Не вмешивайся в ее дела. Она считает, что она самая умная. Перестань пить и курить. Это очень вредно для твоего здоровья. Не вмешивайся в мои дела. Сам знаю, что мне делать. Уже не маленький. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau học xong 5 mẫu câu với động từ вмешиваться, chõ mũi vào chuyện của người khác. Các bạn hãy đăng ký kênh Vui Học Tiếng Nga. Và đồng thời chúng ta bấm like cho video này. Và bên dưới các em hãy viết comment câu gì đó mà các em muốn nói bằng tiếng Nga. Thì giáo sẽ làm thành một video để cho các em học. Cảm ơn các em và hẹn gặp các em trong một bài học tới. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.